thằng chó như mày biến mẹ mày đi nhá. Úi giời, cái loại mày thì không bao giờ được câu nào tử tế đâu. Một chỉ mày em mày chỉ nói thật mỗi cái lúc là chứ anh sắp ra rồi đây thì chỉ có cả đời này. Cả đời này từ khi tao lấy mày đến giờ tao chỉ thấy mày nói mỗi cái câu là câu nói thật thôi các chị ạ. Những thằng đàn ông đấy em kinh nghiệm rồi nhé. Ngoài cái câu là gì anh chuẩn bị ra đây đấy, với lại cái câu là gì dạo này em nhiều lúc thế thì không có cái câu là thật hết. Tháng này lương nó không đưa em đồng nào các bác ạ. Hỏi ra đấy, hỏi ra thì nó bảo là tháng này nó mua hẳn một cái liệu trình đế vương, nó mua hẳn ba hộp đế vương như thế này 2.500 đấy, chưa kể là gì này còn mua thêm thùng pháo để đốt tết nữa. Tết nó lộn ruột. Em nói rồi, ngày xưa thì nào nó khen xinh khen đẹp, bây giờ thì ngoại trừ những cái khi mà nó muốn ngủ với vợ ra thì nó hỏi là chứ dạo này điện nước thế nào đấy, điện nước thế nào, mà ví dụ hôm nào nhiều nước thế thì nó bảo dạo này nhiều nước nhỉ. Có mỗi cái câu đấy là câu nói thật, còn đâu gì là ngoài ra là anh chuẩn bị ra rồi đấy. Thế là thôi, thật sự là cả đời là đến năm nay bằng này từ đầu thì chưa lúc nào nhận được một câu là thật thà từ những thằng chồng của các bác ạ. Thế nên là mỗi khi mà thấy nó bảo ra rồi đấy là nó nói thật đấy, còn nó nói bất cứ cái gì thì đừng có tin đấy. Nó làm luôn cái 2.500 tháng này, nó tiêu 2.500 cái tiền ăn của em vào ba cái lọ đế vương, có chết tôi không. Nó bảo uống cho nó khỏe đấy, nó cứ đi sang hàng xóm nhiều vào, những thằng hàng xóm uống xong là bắt đầu chúng nó nhậu nhẹt với nhau, chúng nó kể với nhau. Thế là tháng này bớt luôn tiền ăn của em 2.500 bạc, nó làm ngay ba hộp về gối đầu giường rồi. Khốn nạn thế chứ này.